Hiện nay là buổi chiều mùng 8 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang dồn lại chiếc sập ở gỗ cập lai một lá. Cái chiếc sập này thì đã được một khách hàng ở huyện Xuân Trường, Nam Định. Ông đã đến ký duyệt. Và chiếc sập này hiện nay quý vị quan sát mặt trái nó vân cũng tuyệt đẹp rồi. Mỗi chiếc sập trước khi muốn rời khỏi xưởng thì được chúng tôi kiểm tra kiểm soát lại, và nhiều trường hợp là phải tháo tung ra như thế này để dồn để cho nó hợp chuẩn. Mỗi một cái thành sập, một cái thành con chanh dày và dày và rất nặng. Đây là chiếc sập cẩm lai 1m8 x 2m2. Và đây là hình ảnh đang được quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiệp. Nơi đây chúng tôi lúc nào cũng chứa trên 50 chiếc sập và được lắp lên sẵn sàng, chỉ đợi quý khách đến để ký duyệt mà thôi. Tôi đang điều bên trong để quay cái đoạn là sáng nay bác ở Xuân Trường, Nam Định đã đến ký. Đây là chiếc sập cẩm lai và bác ở Xuân Trường, Nam Định rất cẩn thận sáng nay mới đến chọn và đặt ký. Đấy là bác, hình như bác tên là bác Tú thôi ạ. Chiếc sập cẩm lai tứ diện vân rất đẹp. Đây, và bác đã ký vào tất cả các cái phần bên trong của các cái dạ này và chân. Đây là tôi đang quay bên trong. Và đặc biệt cái dạ tiền là cái dạ đẹp nhất, và đã đẹp thì bên trong nó cũng đẹp như thế này. Quay lại cái dạ tiền một chút để quý vị xem. Riêng cái dạ tiền vân đẹp nhất, cái điểm này là chỗ đẹp nhất, vân trông giống như là những cái viên đá được chọn ở núi Non Nước của Đà Nẵng. Cho nên là bác cẩn thận, bác phải ký cả mặt trong và mặt ngoài. Vậy này, đây tại tầng 1 khu B chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị là vẫn đang còn rất là nhiều các sản phẩm sập khác, như là sập gụ khảm, sập gụ dạ trơn. Và bên này còn chiếc sập cẩm lai một lá vân đẹp cũng ở bên này nữa. Ngoài ra còn rất nhiều những cái sập khác chúng tôi còn đang để mộc đây. Đây là chiếc sập cụ 15 điểm mà chân nó cũng đẹp như này, và bộ mặt rất đẹp giống như lần trước tôi đã chuyển một chiếc về cầu Lão ở gần Việt Quay Vân Đình. Lần trước tôi bán một chiếc về đấy và bây giờ vẫn đang còn một chiếc tương tự, nhưng mà do bận rộn quá hiện nay là cứ khách hàng nào đăng ký cái nào trước là chúng tôi dồn vào làm để giao cho khách trước. Còn đây là chiếc sập cẩm lai một lá khác mà một khách hàng ra thì trong vàng tôi còn rất nhiều bức bức tranh phản long lanh rực rỡ như thế này, đang đợi khách đến đấy. Bây giờ trở lại với chiếc sập này, chúng tôi tiếp tục muốn gửi đến quý vị các cái hình ảnh để đang chỉnh trang lại sập. Thank you.
Nhân tiện trong lúc đang chỉnh trang thì giới thiệu về cái kỹ thuật tí, là những cái mặt sập không những đã được làm rất là dày dặn nột nà, nhưng mà nó có những đến 3 cái thang én, tức là đã làm lõm cái mặt này xuống ở mặt trái, và cái các cái thang này sẽ chui vào trong cái mặt. Và đây không phải là thẳng, là cắt thẳng mà cắt sẽ hàm cắt kiểu én, tức là bên này là bé và dưới là to ra, cho nên là cái mặt này không bao giờ có thể biến động là cong vênh được, vì đã bị 3 chiếc thang này đã gồng chặt rồi. Chiếc sập hương nguồn đá chúng tôi cũng sắp chuyển đi xã Liên Bão, huyện Tiên Du, thành phố Bắc Ninh, là tỉnh Bắc Ninh. Tóm lại ở Đức Hiền thì chỗ nào cũng nhìn thấy sập, ở bên kia là đây mới là khu B, còn khu A chúng tôi cũng đang còn rất nhiều sập đục ở bên đó nữa. Trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về đổ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để xem và lựa chọn một trong hàng trăm, chính xác ra là gần 100 chiếc sập đang có ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.